Sáng ngày 18 tháng 3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Việc bổ nhiệm ông An diễn ra trong bối cảnh Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cùng bị bắt vào ngày 8 tháng 3 với cáo buộc nhận hối lộ. Hành vi của bà Lan và ông Thành đều liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Ông Dương Văn An, 53 tuổi, quê quán xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế. Tháng 3 năm 2014, khi đang công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông An được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa 12. Ông tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 10 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa 14 đã họp phiên thứ nhất bầu ông Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025.